Kính thưa quý vị và các đồng chí, chưa bao giờ dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng liền như làn sóng dịch lần thứ tư ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Cùng với cấp ủy chính quyền, các lực lượng quân đội, công an, y tế của Bộ tăng cường hàng chục ngàn cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng vũ trang, quân khu sẵn sàng bước vào các điểm nóng hỗ trợ phòng chống dịch. Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu ban hành chỉ thị 660 tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chống dịch cứu dân trong lực lượng vũ trang quân khu với quyết tâm không để bất cứ người dân nào bị bỏ lại trong đại dịch, cho cuộc sống sớm trở lại bình thường trên địa bàn quân khu 7. Từ ngày 23 tháng 8, thời điểm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện siết chặt giãn cách xã hội, hàng vạn cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và quân khu 7 đã được tăng cường cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu sẵn sàng xông pha trên tuyến đầu chống dịch. Ngay khi tới các vùng dịch, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, in và phát hành tờ rơi tuyên truyền thông qua các túi an sinh, đơn hàng thiết yếu đến từng hộ gia đình. Thì bóng áo xanh của người lính chúng tôi ấy, thì với những gói an sinh đến tận nơi, ánh mắt chia sẻ và quyết tâm, những giọt mồ hôi, dấu chân không mệt mỏi của bộ đội nói chung, của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 5 chúng tôi nói riêng, thì gần 20 ngày qua ấy, đã góp phần cùng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch hiệu quả. Thì các số liệu thống kê và ghi nhận trong lòng người dân thành phố thì đã khẳng định điều đó. Trên các chốt kiểm soát, hình ảnh cán bộ chiến sĩ tác phong chỉnh tề, thân thiện cùng các lực lượng công an, dân quân làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đi lại của người dân và hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh an toàn. Vượt qua những trở ngại về địa hình phức tạp, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, trên từng con phố, các chiến sĩ vẫn đều đặn rảo bước tuần tra trên mỗi cung đường, ngõ hẻm, nhắc nhở người dân không đi ra ngoài. Đặc biệt trong những ngày giãn cách xã hội, người dân thành phố mang tên Bác lại được chứng kiến hình ảnh xúc động về những chú bộ đội dầm mình trong mưa, chuyển những túi lương thực, thực phẩm, rau xanh, củ quả tươi đến từng ngõ ngách của thành phố cho bà con nhân dân, góp phần cùng chính quyền địa phương đảm bảo tốt công tác an sinh xã hội. Để muốn giãn cách được thì phải chăm lo cuộc sống về sức khỏe cho bà con và chăm lo về lương thực và thực phẩm cho bà con. Đó là cái gói an sinh xã hội. Và cái đó làm cho bà con nhân dân quận 6 hết xúc động và yên tâm thực hiện là ai ở đâu ở yên đó để thực hiện tốt cái giãn cách xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và nói chung và quận 6 trong giai đoạn này. Cùng với lực lượng quân y được tăng cường từ Học viện Quân y, các bệnh viện của quân đội khu vực phía Bắc, các bệnh viện dã chiến của quân khu 7 đã làm việc hết công suất. Những y bác sĩ cùng các bộ chiến sĩ đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại gian khổ, từng ngày từng giờ chăm sóc điều trị, dành giật sự sống cho các bệnh nhân F0. Đối với chúng tôi thì ngay từ đầu thì cũng đã xác định, cho dù cái cuộc chiến này nó có gian nan, có khốc liệt đến cỡ nào đi nữa thì mình cũng sẽ quyết tâm là chiến đấu và chiến thắng. Và phải xác định là mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho quân và dân của chúng ta ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam. Từ đầu tháng 8 đến nay, toàn quân khu huy động gần 75.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân giúp dân, hơn 10.000 lượt phương tiện vận tải các loại, vận chuyển gần 14.000 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và rau củ quả. Các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu đã tiếp nhận lương thực, thực phẩm, rau củ quả, vật tư y tế của các tổ chức cá nhân hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tổng trị giá trên 125 tỷ đồng. Thông qua nhiều chương trình mô hình hay sáng tạo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế, rau củ quả cho nhân dân, tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng. Bao giờ cũng vậy, từ trong hoạn nạn khó khăn, tình cảm quân dân luôn bền chặt, gắn bó keo sơn, là động lực to lớn để các chiến sĩ thêm quyết tâm làm nhiều việc ý nghĩa, giúp được nhiều người dân đồng lòng vượt qua đại dịch. Chúng tôi cũng rất vui và cũng không ngại khó khăn gì để giúp người dân. Và những món quà nhỏ bé của chúng tôi trao tặng cho những bà con thì
bà con rất là vui. Tôi thấy tình cảm người dân đã dành cho chúng tôi những ngày qua và tiếp thêm động lực cho chúng tôi để chúng tôi có quyết tâm cố gắng hơn nữa. Chúng tôi quyết tâm để giúp những người dân qua vượt qua những đợt dịch này. Dẫu vẫn còn nhiều thách thức, nhưng việc thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt giãn cách xã hội từ ngày 23 tháng 8 với nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đã có chuyển biến rõ rệt. Cùng với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố, các lực lượng của Trung ương tăng cường, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu luôn vững vàng ý chí, kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn với nhân dân, tiên phong trên các phòng tuyến chống dịch, sớm đưa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trở về trạng thái bình thường mới.